Nếu bạn có nhu cầu mua hạt liền quần giá rẻ, hãy đến với shop hạt siêu ngon.com, cam kết uy tín và chất lượng. Cái gì? Cái gì cái đùng? Cái gì? Ê, cái hướng này hôm bữa là mấy bạn em gặp đó. Dạ. Sao kỳ vậy? Có chớp kìa. Ui. Đi luôn không? Anh đi sao anh đi? Thì mình có khác ở điểm là mình nè. Tao dẫn nổi cái gà nè, thấy không? Ok. Nổi. Nhưng mà xuống dưới kia mà cái chỗ mà anh em nói là cô gái bị giết thì anh không có cái gì hết. Bình thường. Nhưng mà lên đây tự nhiên xung quanh nó bấm thì lại ra hình người gái luôn. Mọi người thấy không? Có vân tay nó, nhưng mà ra lại cái hình mắt mũi đầy đủ. Đúng rồi, thấy nó kỳ mắt mũi miệng luôn. Bởi vì mình thấy có một điều kỳ, có một điều kỳ lạ. Hello, chào mọi người, chào mọi người qua lại kênh Gió Đồng nha. Hôm nay mình cũng có liên lạc với em Nhân, thì em Nhân có dẫn mình đến một cái nơi mà cô gái bị sát hại. Rồi em Nhân biết thôi, thì bây giờ em Nhân sẽ kể cho mọi người nghe về cái chỗ này, và hôm nay tại sao mình có mặt ở đây thì chút xíu mình sẽ nói. Nhân thì mình cũng nói sơ lược thôi, tại vì bây giờ hiện tại là bộ hông rất nhiều mọi người, cho nên đứng một chỗ bộ hông mới gom lại. Thì trong một clip trước mình có nói với mọi người thì cô đó chăn ghê chăn dê đây nè, mà lúc đó thì ở đây á là cắt lúa xong mọi người, thì mấy chàng trai á đi đào chuột á, rồi gặp cô đó chăn dê qua cái đoạn ngang cái đường này nè đó. Thì thấy cô này thì mấy ảnh là xin lòng ham muốn, cho nên là lôi cô đó vô trong cái chỗ mà mình hôm bữa mình có quay nói mọi người, thì chắc mọi người cũng biết mà, thì hãm cô đó trong đó rồi xong cái đem qua bên kia chôn, là liều qua bên đó chôn nó vẫn còn cái đường ấy luôn, vẫn còn cái đường mà cái khe đường chôn á. Vậy đó là còn gì em kể lại được? Thì hôm bữa là em vô là có người ta cúng ở đó đó. Yeah. Rồi có cái găng tay mà của người ta khám tử thi á. Vô đó là em có nghe kể là thấy gì? Nghe người ta đồn nhiều lắm. Mọi người thì cái đoạn đường này á, từ nhà tụi mình vô đây á, ở đây là một cái khu mà gọi là cái khu đồng tràm chứ không phải là ở ngoài nó. Tại vì ở đây á, mọi người biết cái vụ án này á là nó liên quan cái pháp luật á, cho nên là người ta không dám kể tào lao, cho nên là ít khi ai dám kể mấy cái chuyện này lắm mọi người. Thì nói sợ mọi người không tin, chứ thật sự thì từ ngoài đường vô đây á, chắc khoảng nếu mà từ mình tính ra cái đường không phải từ nhà mình vô đây chắc khoảng cây số ha. Vô cái khu đồng tràm nè. Mà từ nhà mình về đây cũng khá là xa. Mà mình Nhân bữa trước thì nó có đi với thằng gì? Phúc. Em đi Phúc hả? Phúc với anh Hùng. Mình cũng nghe Nhân kể và nó cũng muốn mình đi đến đây thử xem sao. Tại tụi nó đi thì mình đi cũng hơi khuya. Bữa đó em đi mấy giờ? 5 đến 6 giờ, dao động giữa ngày qua đêm. Ngày giờ dao động giữa ngày giờ mình đi âm dương. 7 giờ thì mình đến đây, mình đi mình có đem theo nhang đèn nè, thì cũng có bánh nữa mình ở đó. Mà sợ vô đó hồi mình lập cái bạn không được, có thể bộ không có trời rồi, bật đèn nó bù không bay. Không, mình bật đèn ngủ góc, anh đặt camera ở góc khác thì nó sẽ khác. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô trỏng và trước viên đầu tiên là mình sẽ xem sơ lược cái khu đó đi. Rồi sau đó mình sẽ thử đầu cơ như nào hữu kia. Bây giờ vô là bao quát lại anh em mình sẽ chỉ lại những cái nơi đó cho mọi người, tại vì cho cả nhà xem, tại vì trong video mình cũng chưa chắc thì có người xem hết đâu. Gì anh? Cái đường này thì nói chung là nếu mà không quá không có việc gì tốt nhất cũng vô đây. Đúng rồi. Tại chỗ này nọ anh thấy là cũng hơi gọi lùm bụi dữ dằn luôn. Bật đèn thêm. Máy anh quay tối không được nè. Không được hết nè. Ở xa không được hết. Sao không được hết à? Có gì bật đèn lớn luôn. Nè. Ở trong đó. Đừng kêu tên em. Công. Bữa nắm lôi bạn luôn. Lôi luôn ở chỗ nào? Bên đó đó. Nên lôi xuống nước luôn à? Còn cái clip anh cũng coi sao? Nó đang cầu siêu cho người đó. Ủa nghe vô cái chỗ. Nó lại đó sẵn người ta cúng đó rồi nó mượn đó nó cầu siêu luôn. Anh cũng có coi sơ cái em, nhưng mà anh coi lướt à. Tại anh nghe em nói em có coi sơ coi chỗ đó như thế nào anh biết mình đến. Còn cái chỗ em nói là chỗ nào không? Chỗ này là chỗ chôn nha mọi người. Một hồi chắc mình lập cái bàn bên đây thế này, tại bên đây chỗ chôn rồi. Nhưng mà em thấy người ta cúng bên kia không biết sao. Nè cái đường nè, thấy không? Nè tôi chiếc dép còn nữa kìa. Cái đường này là cái gì? Chiếc dép còn nữa. Mà cái đường này là cái gì? Thì chôn đây nè, đào chôn đây nè, sẵn cái len nó đi đào chuột đó, rồi nó đào chôn đây nè.
rồi người ta khai đi hoặc lên làm đó. Như vậy nè, là người ta đi ruộng này kia đó, ở đây á người ta đi ruộng này kia đó, rồi ta thấy cái gùi bu cái này sao mà bu dữ á, nó mới đào lên ta mới gặp. À, cách đây là bao lâu rồi? Khá lâu rồi, chỉ có mấy tháng hay gì rồi. Mấy tháng sao mà bởi vì trong đây anh thấy đâu ruộng này kia người ta đâu có ai soi nhớt thôi vọng gì đâu, bắt ếch bắt chuột gì đâu. Chỗ này khu nằm tràm đấy, nhất là rất là vắng, nếu mà đi vô đây một mình á thì cũng khá là nguy hiểm, tại thường thường những con đường vắng này á thì nó sẽ đi liền với những cái tệ nạn kiểu mà trộm cướp hoặc là dân hút chích đồ. Bây giờ anh em mình ủ khởi chỗ em nói cúng ở đâu bên đây nè, mẹ đây mấy cái găng tay còn nè, tụi em đâu dám đụng nữa đâu, bù hồng quá, bù hồng này cái này à, anh đụng lấy cây giúp nè nè mọi người, một tay nha, xe ta đi ra rồi. Né cho xe ta đi ra rồi. Đó, mọi người thì lúc nãy gián đoạn là do anh em mình có mấy chiếc xe chạy ra mình sợ, ta nói chậm, nói chặn đường cấp xe không? Mình đứng giữa đường người ta nói là chặn đường cấp xe thứ nhất, thứ hai là mình không biết nó cấp mình cấp nó bởi mình sợ mình tắt mình đi xiết cái này xe mình đậu ngoài, xe mình đậu ngoài sợ mất xe nữa. Bù hồng quá, bù hồng cái đường này nó vắng quá đi, tụi mình không có cái kiểu mà phải dằn nhà người chút á thì anh em cũng có thể nói, nhưng mà phải là gì nhưng mà sợ người ta nói mình cướp chặn đường kia, mất công người ta điện công an vô mệt, mất công hỏi tới luôn, ta đi một hồi ta điện công an vô lưu bu chứ không có gì điện công an cũng không có gì chứ, nhưng mà có cái lưu bu cũng công trả lời tới cái lò lui nó mất thời gian anh em mình. Bởi ta nói sợ ma chết, sợ ma sống là gì đó. Rồi, trở lại chân đường đang hiệu nè, cứ buồn bỏ luôn nè, cái này là cái găng tay nè, găng tay hồi đó người ta khám kia đi kìa. Ừ, con cái mà em nghĩ là vậy thôi chứ em cũng chưa dám khẳng định nó là cái găng tay cái mà đi. Thì nếu mà ấy thì ở đây làm gì mà, làm gì đây đây găng tay làm gì, đúng rồi tay bên này nè, còn cái nữa hả? Nè ồ con cặp luôn, hiện cặp đó thì ngay cái đường lên xuống nè, bên đây chắc ở dưới đây đi lên nè rồi nó bỏ gì nè, hả dưới đây nè được không vậy? Được, tiền trọt lọt dưới luôn. Cái gì vậy? Con gì á? Cẩn thận nghe, trong đây gần rú nguy hiểm á. À, ở đó. Kệ đó cho đúng nữa. Qua tính đốt qua với tiền sợ cháy. Cái này à? Này có thể như vậy, người ta xin số á, có đi thuốc à. Cái thuốc nhưng mà đâu có coi đâu, nếu mà xin số là dở lên à, biết không? Mà nếu cái thuốc em không bao giờ họ xin số, họ không bao giờ găm kiểu đó, găm đó nếu không cúng tầm tay cũng không cúng ở đâu rồi cúng vô đây thì đó, cái này là mình nghĩ là đây là cái cầu siêu chẳng gì, nếu mà cúng tầm tay vô đây làm cúng làm gì, bánh cái ly tại sao bể ta, cái ly à? Ừ. Em cũng gành đó, tại vì bữa vô em gặp là nó gì à, sợ người ta đem vô đây ta cúng chở vô đây nó bị bể cũng có thể như vậy, bể không thấy miệng đây. Cái này là với tiền này sợ người ta không dám đốt nè, sợ nó cháy á. Ờ. Mình sẽ dễ cháy rừng lắm, tại đây là khu rừng. Đúng rồi. Bây giờ anh em mình thử làm ở đâu? Em nghĩ là chơi ở đâu cũng được, còn đây cũng được. Ở đây luôn. Đây thì chỗ đó bị giết rồi nè. Gì? Đây nè, chỗ giết ở đây nè. Ở đây hả? Ừ, chôn bên kia. Ủa. Mà sao em không hiểu, em không hiểu sao mà tự nhiên bên đây không chôn nào mà chôn bên kia. Hay là những nơi nguy hiểm nhất là những nơi an toàn nhất không, hay là người ta tính bên đó là cho không ai thấy hay là sao? Cái nếu không theo về mình hư cấu câu chuyện đi, cũng có thể là nhỏ nó chảy vào bến, cũng có thể, hoặc là lớn tuổi chưa, nhỏ hai mấy à, 25-26 rồi vậy cũng lớn rồi. Ừ, đi chăn dê chắc không có gia đình rồi. Bây giờ là mình thử cầu cơ, nhưng mà ở đây mình không biết chơi cái gì, ổn không hả? Ổn không, mình đi có hai người đó, em mày cầm máy quay rồi đó, em mày quay đi anh cầu, nhưng mà bài cầu anh cầu theo kiểu trên mạng cầu rất là nhiều lần nó khó lên quá không lên rồi. Ừ, có biết một lần đó, biết đâu chừng này hên đi lên xong bữa nó đứng này nè, nó cầu là quan tài đâu bên đây đưa qua nóng gịch nha. Em không, em với thằng bạn không thấy luôn á, mà sao tự nhiên camera nó thấy em hết hồn chứ, em nhìn vô camera em thấy cái hết hồn chứ. Tại đây có cái cây nè. Ừ. Ủa bữa đó đi mấy đứa? Ba người hả? Có cây lớn quá nè. Thử đi. À,
biết đâu, thử thử. Anh đặt cho mấy cái điện thoại quay góc cao xuống anh em mà ngồi. Mày ngồi đây không biết ổn không, ngồi đây người ta đi qua lại. Ổn không? Không biết nữa. Không mà có mà sao, mình ở đây cũng được. Đây cái này nhạy cảm lắm, nhiều khi rồi mình người ta thấy người ta sẽ mình nghĩ người ta nghĩ ngợ công cái điện thoại. Em cầm máy đó đây, em quay, anh cầm cái máy này anh quay đặt lại chỗ. Mình sợ vấn đề là cái ấy thôi chứ mình không sợ, ma cũng sợ không phải không? Nói mình không sợ thì nó dốc. Đúng rồi. Sợ ai nó không sợ, đi thử đi biết gì. Không phải là gì, những người người ta có duyên với nghề anh ơi. Chứ không phải ai cũng muốn đâm đầu vô làm đi để đối phó, để coi có hay không, chứ không phải là muốn đi là có đâu. Mà thứ nhất là mình có duyên với nghề mới làm được. Khi mà làm về tâm linh thì hãy tôn trọng người chết, đừng có người mất. Làm ngang tàn là không nên. Để em đặt chừng nó yếu nó ngã nha, cao quá nó yếu nó ngã đó. Ngã là xiền. Còn phải dựa vô cây kìa. Dựa cây trên kìa. Vậy là mình lấy cái đồ đạc của tàn cầu sẵn luôn, mình có bánh á. À. Bánh mình ra. Ấy cái dựa cây đó kìa, không được dựa cây đó kìa. Được không ra đâu. Tại chưa có chỗ nào nó bằng. Hai ba lần rồi anh đi một lần. Thử một lần không lên mà đi với ông anh thử không lên nữa. Này hôm nay thử đi, thử hôm nay thử đây ngay chỗ này thì mình giết nô. Nói chung đáng ghẻ mà duy có không, nhưng mà cái trò này xuất phát từ nước ngoài cho nên là mình làm theo y như họ luôn. Chết bài chung anh em mình có ý mà moi móc ai hết trơn á. Anh em mình cũng muốn thử như thế nào thôi, chứ mình cũng không biết được chắc chắn. Không, có một lần đó làm thì nó cũng có nhúng nhích chứ không phải không, nhưng mà nó hết phải không, nhúng nhích lần không, nhưng mà nó tròn xuất phát từ nước ngoài thì mình nghĩ nó cũng không biết sao. Gió đâu ta, gió đầy gió qua. Bù hông quá không? Chụm lại em tắm được. Mình đốt đèn cày luôn. Ủa? Tao bỏ đâu nữa rồi? Đèn cày đó đốt này cày đúng đi. Đèn cày còn sẵn cày đốt đèn cày luôn rồi. Ổn không? Ổn không? Chưa biết. Chưa làm. Cầm cái máy quay nó bu, không bu bu bu. Rõ, nhìn rõ, thấy rõ. Thấy rõ không? Rõ, rõ. Ha. Rõ. Cho nó cắn mà. Cầu anh không thuộc, mắc lên mạng thôi. Tại người ta cầu cũng trên mạng mà. Anh cũng có bài cầu của anh, nhưng mà bài cầu của anh thì... Nhớ không? Nhớ, thuộc lặng nè. Lấy mấy cái bánh mới rồi đi anh ơi. Thì anh lấy bánh mới nè, nhưng mà để trong bọc này nó cũng bể nè. Bể chứ, chạy chạy như vậy nó bể.
đọc bài cờ mày cầu của anh chứ anh không đọc bài cầu anh ngắn lắm. Ốc cầu này ốc ác lên gì ốc ác lên tự nhiên xé cái bánh ra cái ốc ác lên. Nếu mà có ông bà mình chỉ cầu theo cách mình á, tại vì đơn giản thôi. Nếu mà người phước mài phước mặt ở đây có thật sự thì họ sẽ hiện linh thôi. Còn nếu mà mình có bài cầu gì nữa thì những bài cầu đó cũng xuất phát từ con người mình chế ra thôi. Thật đúng sự rồi. nếu đối với quan niệm mình chứ đúng. Không phải là bài cầu là nghĩa là mình kêu gọi họ ở cái cách mức độ nào và thật sự là mình có thành tâm không á mới đúng. Là quan trọng. Mũi cắn quá. Thử đi anh ơi. Nhớ không? Nhớ thuộc mà bài cầu này anh đọc là sẽ không cho ai biết. Tại vì nhưng mà đọc thì đọc nhưng mà đọc cho trong miệng thôi tại vì công mấy đứa nít là anh làm thử mà công có gì. Đó, tại bài cầu này là của. Dạ. Yeah. Tại vì anh biết là rất là lâu trong một cuốn sách mà được ghi lại mà mình cũng không biết. Hồi đó anh đi cầu bằng cái rổ á. À. Cái rổ với ba chiếc đũa và cầu thật sự cái đó lên rất là hay nhưng mà cái đó thì dễ bị người ta nói lắm. Tại nói giả tạo tại bắt buộc phải dịnh vô đũa. Người ta nói bởi anh không có làm gì cái vấn đề. Anh cầu nha. Ok. Con cầu ở đất đai ở đây. Ở đây mà có người phước mài mặt cũng như cô gái đó bị sát hại đây á, nếu mà có linh thiêng á thì hãy làm cho mũi cắn quá. Hãy vào bàn cờ này chơi và làm cho chiếc bút phía trên di chuyển theo chiều hai bên trữ giác thành ô. Nếu mà bạn có ở đây bạn có thể quay về bất cứ hướng nào. Cho tôi hỏi trong bàn cờ hiện tại có ai vào đây chưa? Cho tôi hỏi trong bàn cờ hiện giờ có ai vào đây chưa? Ở đây thì không có gió mà nó gió gần gió rất là nhẹ. Mà không biết nhích trên thiên nhỉ? Không thấy nhích gì. Bác lên anh ơi. Thôi nè. Thì nếu thật sự ở đây cô bác nó linh thiêng thì cho anh em không biết cái hiện tượng bắt nguồn từ một chữ Z. Z thật nô bất kỳ chỉ cần di chuyển cái bút thôi. Ôi. Cái gì? Cái gì cái đùng? Ở bên cái bển á. Ừ. Hồi hộp gì? Cái gì? Không biết. Đi qua cái bển này để này đây đi. Để má quay này yên đi luôn ha. Ờ. Tự nhiên cái đụng bển là cái gì tại? Nó cái gì cái đụng bển á. Nó như cái trứng nó nhảy. Súng á. Hả? Tiếng súng. Súng hả? Hay là người ta đi bắn cỏ rồi. Bên đây nè. Anh cũng nổi da gà dữ dằn nè. Ôi tự nhiên nổi da gà lạnh. Mà ngồi bên đó không có mà anh đứng ra đây có nè. Kỳ đó. Nghe tiếng cái đùng. Mà giống như cái tiếng gì đó mạnh lắm. Giống như súng ha. Ừ. Ở đây có cái cống bự nè. Cống. Nè, cống nè. Anh có đem cái máy dò thôi mà. Biết đâu, dò. Dò. Nhưng mà ở đây giống cái quan trọng đây, có cái gì để dò không á. Để đi vào bển. Đây,
cái tiếng nãy không? Ôi cái nhánh cây kìa anh ơi. Hả? Học ác lên còn nhánh cây kìa. Đúng rồi. Gió không đến đổi đâu nghe mọi người. Xe ga nữa nè. Xe ga nữa. Trời có nhánh cây kìa. Không đến đổi gì đâu. Thôi mình đi xuống dưới đi. Ok, quay quay. Nó cho cái cánh lánh làm như có thể là có khả năng là. Ồ đi xuống dưới đi, con công ta đây tao không dám chạy qua đó. Hả? Đi xuống dưới đi, con công ta đây không dám chạy qua đi mình. Đi xuống dưới đó đó. Con công mình ta thấy mình thì ta không dám chạy qua. À, sợ ăn chặn chặn đường cướp con công. Hả? Ôi tắt đèn chứ. Không. Ờ tắt đèn cậy thôi. Đi vòng nha đi. Trời sợ lắm ra nói. Mình sợ chỉ yếu là mình sợ người ta. Người ta nói mình chặn đường rồi nọ đồ khổ lắm. Tại cái đường này nó mọi người biết không, từ đây âm bển á. À, rất là xa khoảng mấy cây số vậy là không có nhà. Mấy cây. Mấy ông nãy thì đi nghe cỏ không? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ mà giờ nó về. Còn cái cây nãy còn lắc nữa, như nãy là mấy hết lắc rồi. Mọi người nhìn cái nhà nhìn là cây cối đâu có lắc rung dữ luôn, mà sao kỳ kìa. Mấy cây nãy rồi kìa. Kìa nó kìa, kìa vẫn còn lắc. Kìa. Nè nhánh cây cũng không rung nổi tên gì đến mức độ gì. Nhân ơi. Hả? Cái gì vậy? Chớp chớp hả? Ừ. Kìa chớp kìa. Trời kìa chết kìa, kìa. Ok. Cái gì vậy? Đi xuống dưới. Kìa chớp, chớp mà chớp mèo ít không chích nó. Sao ngay chẳng cái nhánh cây đó mà chớp dữ rồi. Gì vậy? Chớp ít. Lại chớp ghê đi chứ. Liên tục luôn. Quay về hướng này thứ à. Hướng về bên này thứ à, nó chớp rồi. Kìa chớp kìa. Đi lên chợ thôi. Giờ đẩy nhà này luôn hả? Thôi bỏ đi. Thôi xin phép những mặt ngoài dưới đây. Chút xíu nữa anh em có về thì cũng làm mọi thứ quan hỷ bỏ qua cho nha. Xin cô gái nếu mà có sự hiện diện linh thiêng thì cũng tha thứ quan hỷ cho nha. Hết hồn. Cá nó tớp. Học ác lên nữa anh em. Học ác lên nó trời. Anh xuống đây anh thấy bình thường nè. Mà lên chỉnh thì anh nổi cái gà. Ừ. Còn mày em cũng nổi hết. Lên nhưng mà mình nghĩ cái trò này thì anh thương thôi. Gió lên như là gió đó. Ừ gió lên lạnh quá hả? Gió đầu lên là cái chỗ nhánh này kìa. Gió lên lạnh rồi đó. Lên đây chết không? Kìa lên đây chết kìa. Hết luôn rồi. Ê xuống. Hay là họ không đứng chỗ mà họ đi chuyển. Ờ kìa. Cái gì? Ủa chớp kìa. Cái này thì mình có thể có cái từ trường nhưng mà mình không có mình cái kiểu mà mình không có mình không thể thấy được họ. Họ có cho thấy mà mình trồng. Anh nghe tiếng gì không? Nghe. Ai chỉ lộn đâu xa lắm. Tưởng gì. Trong tiếng ngượng gái nói chuyện. Không. Mà em nghĩ đứng đây hoài cũng không nên đâu.
Ủa nhánh cây ngạn lúc kìa. Ôi kìa. Ôi kìa mọi người. Hả? Đâu? Kìa vậy? Ê, cái hướng này hôm bữa là mấy bạn em gặp đó. Dạ. Ờ. Sao kìa vậy? Có chớp kìa. Ui. Đi luôn không? Anh đi sao anh đi? Chớp không? Mát à. Kỳ vậy? Nó gặp ở đâu? Trên đó đó. Trên đó hả? Ừ. Ôi, okay. Em đứng đây đi, em cầm cái máy anh đi vẫn được không? Em dám đứng đây mình không? Ôi. Sao cúc cái chỗ đó lại không chớp lại đây? Ừ, sao lại nó chớp dữ rồi? Thôi nghe anh, bị dụ đó. Dù. Bữa ừ em không biết là trong đó có cái gì nữa không. Hôm bữa là mấy bạn gặp nó chạy vô đó em mới nhớ trực lại là không nên đi vô. Nãy cũng có xe ra đường này mà. Ừ. Ta đi đông á. Sợ ta đi đông. Bốn người đó, bốn ông đi ừ. Xe cắt cỏ. Thôi, không lỗ nữa anh ơi, không nên vào. Dạ. Ừ, trong đó không có cái gì trong đó đó. Hoang mang quá. Em ngày đi ngày lúc em cũng đỡ đỡ chứ hồi đó sợ, bây giờ còn vẫn còn sợ nhưng mà ít là hơn. Ngay chỗ này không có nè. Ừ, kỳ vậy. Anh có cái nút bấm gì không cho mọi người coi cho cái nhà coi. Có cái nút tắt mở. Tắt mở có nút duy nhất trong đây à. Không, người ta nói mình diễn đúng không? Ôi, ra ngoài em quay vòng vòng cũng có thấy cái gì. Hay là sao? Mắt hả? Hết hả? Không thấy. Có nhánh cây kìa. Cây này còn đứa ngoài, ngoài sông à. Thôi đi đi. Đi ra ở chỗ này. Thấy gì nữa nè. Anh lên đây nổi gà. Mà ở dưới không có. Kì vậy? Em ở dưới có. Ngày lúc gió càng lạnh. Chắc em nghĩ trong đó có cái gì á. Em sợ họ dụ mình trong đó có cái gì nữa đó. Chỗ đó đó. Ừ. Em bữa ông bạn cũng thấy nó đó. Ở chỗ nó bị hiệu dưới này chứ mấy không đi. Dưới bị hiệu ở dưới đó đó. Nhưng mà lên nó gặp đi vô em nhớ trực lại là không nên đi theo. Đây mọi người thì sau khi mà mình chuẩn bị soạn đồ gì á mọi người. Thì anh em mình có vô tình mình này không biết là không biết có này mình không biết như thế nào ha. Bị dính vào. Nhưng mà sao mà cái camera mà do em nó bấm thì lại ra hình người gái luôn. Mọi người thấy không? Có găng tay nếu như mà ra lại cái hình mắt mũi đầy đủ. Thì để coi. Bây giờ anh về đi. Thì để 1-2 ngày đó để anh em mình sẽ kiếm thêm tập hợp đông với mọi người nữa. Mình sẽ chơi cái trò gì đó dữ hơn chứ không phải cầu gì mình. Cái trò này mình xuất phát từ nước ngoài mình cũng không biết sao không gành. Còn nếu mà mình chơi cái trò mình á thì mình thử chơi cái trò gì đó mà nó chẳng hạn chơi ta gọi là cái gì nhập hòm á hay là sao ta gọi cái gì là chơi giống gì chơi ma khỉ gì đó nó giống như á nhưng mà nó kêu gọi trong hồn nhập vô người chơi ma đuốc đi à. Ma đuốc á đuốc lên đi đuốc đi ở đây thì ở cái gừng thôi ừ. Thôi mọi người thì mình hiện nay ấy, mình chỉ thấy được như vậy nhưng mà nó khá là mơ hồ. Tại vì chỉ có cái máy nó hoạt động nhưng mà thì mình có khác ở điểm là mình nè. Ê, tao dặn nổi ra gà nè thấy không? Ok. Rồi. Nhưng mà xuống dưới kia mà cái chỗ mà anh em nói là cô gái bị giết thì anh không có cái gì hết bình thường. Nhưng mà lên đây tự nhiên xung quanh anh nè nổi nè càng nhiều. Kì vậy? Mà anh ít khi nào nổi gà lắm nè. Nổi gà là có cái gì đó gần anh hay là cái gì đó á. Ông nói với gà thôi. Tự nhiên nói anh chị đâu khơi khơi. Thường thường anh đi mình thì anh không nói với gà mà. Khơi khơ sao nói. Bây giờ mọi người thì anh em mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Và nếu có thể thì anh em mình sẽ tìm cách quay lại đây ở một clip gần nhất để mình quay cho mọi người xem về cái mình sẽ làm một cái nghi thức gì đó ở đây dữ. Nói chung là sẽ làm sao cầu họ lên cho bằng được. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ hai anh em mình. Chào mọi người và hẹn mọi người vào clip theo mọi người. Bye, bye mọi người nhé.
đúng rồi, thấy nó điều kỳ mắt mũi miệng luôn, bởi vì mình thấy có một điều kỳ, có một điều kỳ lạ nên mình muốn lên xe rồi á, nhưng mà nó bấm tắt cái máy rồi nó nhìn lại thì nó thấy nó hơi có cái gì đó kỳ kỳ, thì mình muốn quay cho mọi người xem mình không hiểu, nhưng mà ở đây có những cái thứ mà mình kỳ lạ quá, bí ẩn, không nói chung là nên khó thế mà biết được. Hôm bữa đi bình thường á thì lại có tác động mà giống như cái bàn tay đưa vào mà lâu cái mạng đi vậy đó, nhưng mà không biết là phải cái bàn tay không nữa, cũng chưa xác định được. Để em quay cái góc nào cho họ dễ thấy nhất. Đúng rồi, sáng rồi đó, sáng thấy rồi đó. Cái này dạ đúng rồi, nè, mọi người thấy cái mắt mũi miệng rõ ràng ha. Như cái này nói chung cũng giống như mình cái hình ảnh trụ tượng mình tự suy nghĩ thôi, nhưng mà mình nghĩ nó có cái gì đó liên quan tới cái này. Nên là giống như gian hình gái vậy đó. Đúng rồi. Cho nên là anh em mình mới ấy cho mọi người xem thôi, chứ thật sự thì cái đó nó cũng nói chung là vô đúng rồi, đúng rồi. Nó vô lý thôi, nói chung là không có cái gì ấy thôi. Bây giờ anh em mình về thôi. Ok.